Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Công ty kỹ thuật công nghệ thông tin Huawei của Hoa Lục cho biết là họ có cơ hội tốt để cung cấp thiết bị 5G cho các tổ chức dịch vụ mạng Việt Nam. Phai Fan, Tổng Giám đốc điều hành Huawei Việt Nam nói rằng công ty này đã đàm phán với phía công ty hợp tác Việt Nam liên quan tới việc sử dụng thử mạng 5G vào cuối năm nay. Fan nói với tạp chí Nikkei Asian Review của Nhật Bản rằng họ tự tin về khả năng mở rộng hoạt động tại Việt Nam và đã được Bộ trưởng Bộ Thông tin Cộng sản Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng hứa hẹn sẽ mở rộng cửa cho tất cả các nhà cung cấp. Fan nói rằng Huawei không thể gặp thất bại vì phẩm chất hay giá cả từ Việt Nam và sẽ cung cấp kỹ thuật và giải pháp tốt nhất cũng như yểm trợ về vấn đề tài chính cho các nhà điều hành dịch vụ 5G tại Việt Nam. Huawei bộc lộ sự tự tin sẽ trở thành nhà cung cấp thiết bị điện thoại chính tại Việt Nam để thực hiện kế hoạch đã loan báo trước đó nhằm phát triển mạng 5G sử dụng thiết bị của các nhà cung cấp khác như là Ericsson, Nokia và Samsung Electronics. Thưa quý vị, có một công dân tại tỉnh Bình Thuận bị bắt chỉ vì mặc áo sọc vàng đỏ. Nhà cầm quyền Cộng sản tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ một công dân địa phương và vẫn còn bị giam giữ chỉ vì cô mặc chiếc áo dài có sọc vàng đỏ như là quốc kỳ của Việt Nam Cộng Hòa. Theo như cộng đồng Facebook, Facebooker Cecilia Thúy Nguyễn đã bị công an Phan Thiết mời lên đồn công an làm việc vào lúc 2 giờ chiều ngày 14 tháng 2. Tuy nhiên thì đến hết giờ làm việc mà cô vẫn chưa được ra về và gia đình cho rằng cô đã bị công an giữ lại. Cộng đồng Facebook lan truyền một tấm hình của bốn cô gái mặc áo dài vàng truyền thống và áo của cô Cecilia Thúy Nguyễn thì cùng với một người khác có ba sọc đỏ tương tự như là cờ của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Có lẽ bốn cô gái này chụp ảnh trong dịp Tết Nguyên Đán cổ truyền vừa qua. Tuy đã cai trị đất nước hơn 40 năm, chính thể Cộng sản vẫn giữ thái độ thù địch với di sản cũ của Việt Nam Cộng Hòa, kể cả cờ vàng ba sọc đỏ. Rất nhiều người đã bị bắt bớ, đánh đập hoặc là bị sách nhiễu vì sử dụng hoặc là lưu giữ lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa. Nhật Bản đã thay đổi quy định cấp visa du học đối với sinh viên Việt Nam. Tờ báo Tuổi Trẻ ngày 13 tháng 2 năm 2019 loan tin, những năm gần đây để sang được Nhật, nhiều đối tượng đã dùng bằng tốt nghiệp giả mạo để xin cấp visa du học sang Nhật. Cùng với đó là nhiều công ty cố vấn du học hướng dẫn không đúng về du học Nhật Bản. Vì vậy, để ngăn chặn tình trạng trên, tòa đại sứ Nhật mới đưa ra thông báo kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2019. Tất cả những đối tượng xin cấp visa du học tại Nhật cần phải nộp giấy xác nhận văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trong hồ sơ xin cấp visa. Giấy xác nhận văn bằng tốt nghiệp này phải do Trung tâm Công nhận Văn bằng, Cơ quan Cai quản Chất lượng Bộ Giáo dục, Đào tạo Cộng sản cấp. Và tòa đại sứ Nhật Bản sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục thực hiện các biện pháp trên. Viên chức Nhật cũng bày tỏ mục đích của quy định trên cũng là để giúp các du học sinh và thực tập sinh tuân thủ đúng quy định, không bị những công ty môi giới lừa gạt, dẫn đến việc phải gánh chịu những khoản nợ lớn mới sang được Nhật. Tòa đại sứ cũng khuyên các sinh viên và phụ huynh cần theo dõi thông tin du học tại những địa chỉ uy tín. Theo thống kê của Bộ Ngoại giao Nhật Bản năm 2017, thưa quý vị, sinh viên Việt Nam được cấp visa sang Nhật đứng thứ hai trong các quốc gia trên thế giới, với 25.000 du học sinh, chỉ đứng sau Trung Quốc. Nguồn tin sau đây cho hay, cảnh sát Hồng Kông truy lùng nghi can đâm đôi nam nữ di dân Việt Nam bị trọng thương. Cảnh sát Hồng Kông cho hay rằng họ đang săn tìm một người đàn ông Việt Nam nghi can đã đâm hai đồng hương trọng thương tại Tuai Mun, còn được gọi là Castle Peak, là một thành phố của New Territories, Hồng Kông. Tờ báo mạng The Standard cho hay rằng người phụ nữ nạn nhân trơn truồng và ướt đẫm máu trong khi một người đàn ông bị thương nặng ở đầu và hai cánh tay đã rơi vào tình trạng hôn mê. Cả hai nạn nhân đều là di dân Việt Nam cư ngụ bất hợp pháp tại Hồng Kông. Vào khoảng 36 tuổi, họ sống tại một căn phòng ở đường Castle Peak. Cuộc điều tra ban đầu của cảnh sát nói rằng hung thủ là một người đàn ông và là bạn của cả hai nạn nhân, cao từ 1.7 cho tới 1.8 mét, trong độ tuổi từ 35 đến 40 tuổi, tóc cắt ngắn. Cảnh sát chưa xác định được là liệu nghi can hung thủ cũng là di dân bất hợp pháp người Việt Nam hay không. Tờ báo mạng The Standard cho hay rằng cảnh sát Hồng Kông nhận được điện thoại kêu cứu vào khoảng 9 giờ sáng hôm thứ Năm, ngày 14 tháng 2 tại khu chung cư Bamboo Court. Tại đây thì cảnh sát đã tìm thấy phụ nữ nạn nhân bị thương nằm trên sàn một căn phòng ở tầng thứ 12, còn người đàn ông thì bị đâm trọng thương nằm trên bãi cỏ gần cửa sau của khu chung cư. Một nhân chứng cho hay rằng họ trông thấy người phụ nữ bị một vết cắt bằng dao ở hàm dưới, còn người đàn ông thì chỉ mặc chiếc quần lót
lão đảo đi ở phía sau tòa nhà trước khi mà gục xuống bãi cỏ. Một nhân chứng khác thì lại nói, người đàn bà bảo đừng có gọi cảnh sát, có lẽ vì họ sợ bị phát giác là di dân không có giấy tờ tùy thân hợp pháp. Cuộc điều tra ban đầu cho thấy nghi can là người quen biết với người phụ nữ nói trên, đi vào ngôi nhà của họ để nói chuyện. Câu chuyện dẫn tới cãi cọ lớn tiếng và hung thủ đã chụp lấy con dao ở nhà bếp tấn công hai người nọ rồi tẩu thoát. Nguồn tin này cũng nói rằng đôi nam nữ nạn nhân thuê căn phòng trên để ở thông qua một người Việt Nam có giấy căn cước Hồng Kông. Cả hai nạn nhân đều được đưa vào bệnh viện cấp cứu, vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. South Australia báo động nạn tái nhiễm Salmonella vì thực phẩm nhiễm bệnh. Thưa quý vị, Sở Y tế của South Australia vừa công bố lệnh báo động vì vừa xảy ra một loạt 11 trường hợp nhiễm Salmonella liên quan tới nhiều tiệm bánh của người Việt Nam. Giới chức thẩm quyền y tế tại địa phương vào hôm thứ Năm 14 tháng 2 cho biết đang điều tra về một loạt trường hợp bị nhiễm virus Salmonella liên quan tới 3 tiệm bánh Angkor Bakery ở vùng ngoại vi phía bắc Adelaide. Tổng cộng 15 người được cho là ngã bệnh vì 9 người trong số này được đưa vào bệnh viện điều trị sau khi ăn bánh mì thịt mua từ các tiệm bánh của người Việt Nam tại Springbank Plaza ở Burton, Hollywood Plaza ở Salisbury Downs và Blake's Crossing Shopping Center ở Blakeville. Hầu hết các bệnh nhân cho biết có triệu chứng ngộ độc sau khi ăn trong vòng từ 5 tới 72 tiếng đồng hồ như là sốt, tiêu chảy, đau đầu, đau bụng, buồn nôn, ói mửa. Báo mạng ABC dẫn thông báo của tiến sĩ Nicola Spurrier thuộc Sở Y tế của South Australia nói rằng các cơ sở bán bánh đã được yêu cầu ngừng phân phối loại bánh mì thịt và giúp cơ quan chức năng thu thập các mẫu thực phẩm nghi bị nhiễm trùng để xét nghiệm, tìm kiếm nguồn gốc lây bệnh. Cuộc điều tra ban đầu cho thấy virus có thể lây lan qua món sốt, mayonnaise, pate hoặc là thịt nguội. Tiến sĩ Spurrier cũng nói rằng đây không phải là lần đầu tiên các tiệm bánh tại địa phương bị điều tra vì đã có trường hợp tương tự xảy ra vào năm 2015. Các bệnh nhân nói trên trong độ tuổi từ 13 cho đến 64. Thưa quý vị, sau đây là phóng sự từ Minnesota. Minnesota là một tiểu bang có cả ngàn cái hồ. Đây là tiểu bang thật là yên bình. Người Việt định cư tại nơi đây đã thành công về nhiều mặt. Phóng viên Vũ Phạm tường trình sau đây. Vũ Phạm xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SBTN. Vũ Phạm hiện đang có mặt tại tiểu bang Minnesota để gửi đến quý vị một vài hình ảnh tiêu biểu của các doanh nhân Việt Nam tại Minnesota. Vũ Phạm xin mời quý khán giả theo dõi những hình ảnh sau đây. Hôm nay cộng đồng người Việt Minnesota đến đây để phỏng vấn một số business tiêu biểu trong cộng đồng người Việt chúng ta tại đây nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019. Công ty là USA Home Services là phụ trách về bên broker ở bên mortgage với lại công ty về USA Dream Home thì nó là bên real estate về broker. Trong thời gian vừa qua thì làm việc với cộng đồng Việt Nam cũng nhiều thì mình cũng dùng những kiến thức về mình biết để mình làm việc với nhiều bang để có thể giúp cho mọi người có được một căn nhà thì đó là cái đó cũng là niềm vui của mình. Nếu mà không có sự tin tưởng và giúp đỡ của cộng đồng, mọi người không có được như ngày hôm nay và mình cũng hy vọng là mình sẽ tiếp tục được sự tín nhiệm và phục vụ tiếp cho bà con trong cộng đồng mình. Và Xuân Kỷ Hợi sắp tới thì công thành cũng đại diện công ty xin chúc là tất cả bà con là một năm mới Kỷ Hợi cùng gia quyến an khang thịnh vượng và vạn sự may mắn. Chúng tôi thì chuyên làm đồ của quốc phòng với lại đồ của aerospace, tức là đồ của hàng không. Có thể nói là khoảng 70% là đồ đó. Còn 30% thì commercial hoặc là high-end commercial. Chúng tôi có làm rất nhiều bộ phận của những cái máy xào bài, những cái slot machine, đại khái về. Nhân việc Tết Kỷ Hợi sắp đến, tôi xin chúc tất cả các đồng hương và những nhân viên, bạn bè thân thuộc được một năm mới tràn đầy hạnh phúc và gặp rất nhiều may mắn. Ở đây thì em làm, nói chung thì làm về trị bệnh, về những bệnh nhân nào mà cần đau nhất, phong tháp, nhức đầu, đi làm công ty có bị thương tích gì đó hay và đụng xe bị thương tích gì đó thì văn phòng đây lo mấy về mấy chuyện đó, từ trị bệnh sức khỏe và kể luôn giấy tờ đồ luôn. Ở đây thì có làm giám cứu rồi ấn nguyệt rồi deep tissue massage mạnh.
Tết Kỷ Hợi cho văn phòng xin chúc mừng Tết với cộng đồng Việt Nam, năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào. Sẵn cho dịp chúc luôn mấy người vượt qua cũng hy phai trời sáng niềm phai lọt sáng thải kiền hôn. Tụi em là Minnesota Brown Lash Studio and Academy. Về Business Academy về and Studio thì tụi em offer cái training program về cái chương trình training cho phun xăm, điêu khắc, microblading and permanent makeup. Và tụi em có offer cái program cho apprenticeship, tức là thực tập 200 giờ để mà thỏa mãn cái nhu cầu của tiểu bang về của Health Code, Minnesota Health Department, là để có được một cái bằng full sum ở tiểu bang Minnesota này thì học sinh phải thực tập 200 giờ và tụi em offer cái program đó. Ngoài ra, tụi em cũng có một cái section của một cái business khác là để cho studio là tụi em làm service về về phun xăm, về điêu khắc, và in the future tụi em đang expand để làm eyelash extension. Chúc cho cộng đồng mình một năm mới an khang thịnh vượng và dồi dào sức khỏe. Vũ Phạm tường trình từ Minnesota xin kính chào quý khán giả. Xem SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.